Nhằm chủ động phòng dịch COVID-19, xã Thụy Lôi, huyện Tiên Lữ vừa vận động một trường hợp đi cách ly ở trung tâm y tế huyện. Đó là trường hợp ở thôn Thụy Lôi đi lao động từ thành phố Macau, Trung Quốc trở về địa phương vào tối ngày 17 tháng 2. Sau đó, người này có dấu hiệu ho, cơ thể mệt mỏi. Chính quyền đã vận động gia đình đưa đi cách ly tại trung tâm y tế huyện Tiên Lữ vào ngày 19 tháng 2. Trong thời gian trước và sau Tết, xã Thụy Lôi cũng có 6 người từ Trung Quốc về địa phương. Tất cả đều được yêu cầu cách ly tại nơi cư trú, đo thân nhiệt hàng ngày, hạn chế tiếp xúc với mọi người, bắt buộc phải sử dụng khẩu trang khi giao tiếp với người khác. Hiện nay, xã đang tích cực phòng chống dịch, tiến hành phun tiêu độc khử trùng 2 lần ở tất cả những nơi đông người như trường học, chợ, cây xăng, các cơ quan hành chính.